Nhắc lại một lần nữa cho cả thế giới biết em tên gì. À, tên Lê Hoàng Long, con bà Tám Sa, nhà cây cui. Hết. Được. Lê Hoàng Long. Lê Hoàng Long. Lê Hoàng hay Lê Quang? Lê Hoàng Long. Lê Hoàng Long. Lê, thưa quý vị, đây là Lê Hoàng Long, hot boy Dương Tôm. Đến với chương trình này, chương trình hài mà hát không. Nè, người chịu nè. Rồi, cảm ơn Hoàng Long. Và tôi biết đến men say của bia rượu qua lời kể của người say. Và tôi chẳng biết làm gì để cuộc đời tôi thoát ra khỏi vòng khó. Làm cho tất cả danh hài cười miễn chi cho đến cười khoái chí. Tôi sẽ chiến thắng vàng rồi. Lời đầu tiên con xin gửi lời chào tới hai chú. Dạ, chú Nguyễn Huy và mọi người đang có mặt ở đây. Wow. Sao rồi, tình hình sao rồi? Tình hình tôm tép căng lắm chú ơi. Căng sao? Đem lên là nói chung là cũng một quá trình. Dạ. Quá trình gì? Quá trình phơi rồi sấy rồi á chú. Dạ, rồi dở rồi đem vô đồ cũng hơi cực. Dạ. Cũng sẽ không cười nếu không vui. Dạ vậy thôi, giờ con lời hứa con tặng nha. Ủa vậy hả? Dạ. Một nắng hả? Sao tặng mà mặt căng quá, có nhiễm gì bị ép hay gì? Đại gia tôm. Tôm nó cũng không có bự mấy á chú. Tại vì nào coi coi. Nước này nước nước lợ, không có nước mặn hả chú? Dạ bà. Dạ, cái này dạ, đây con tặng chú. Dạ. Có hai bịch thôi hả? Dạ. Ủa chú Ngô Kiến Quy nữa hả? Em nhớ lại quá khứ ngày ấy, anh cũng ngồi tại vị trí đó. Trời, nói vậy chứ. Trời ơi. Cái này là chú là dạ. Một chút chú nhớ bấm cho con Thi nha. Thế bây giờ mình ăn được chưa? Được á, ăn đi. Nó giao điều kiện luôn, bấm mới được quà. Không thôi. Nhưng mà cái này là mình làm hay là mình mua ở chợ về mình cho hả? Dạ con làm luôn chứ. Ừ, chứ còn mua ở chợ thì nó không có cái tấm lòng trong đó. Dạ có nha, con làm. Dạ.